Trời ơi, có cái ngày kìa. Hai có 25 ngàn ký à? Kìa. Ủa kìa. Mấy con à, tiện ký à? Rồi cho bọc là đưa lên đây. Ta lên đó. Linh quá trời luôn. Lấy 2 ký đi, 2 3 ký nhiều nữa. Có đâu 2 3 ký mình đăng ký thôi nhiều người ta chứ. Yên tâm đi, chứ lấy nhiều lắm. Cho nên không. Má nói chung mau nãy tôi xe mới đi. Đăng ký đổ dây là thật. Để lớn không? Lấy em ký chứ. Lấy cho em 1 ký đi. Người 1 ký thôi. Rồi. Sao cái đủ mà. Rồi còn gì để cho em đi chị. Bé gái chưa đá luôn đi. Chia cho em ký đi, em về trước ha. Anh còn đợi mà. Chia em ký em một ký cho em. Anh dùng cho em ký. Bây giờ là tôi đi ăn đám cưới mà bây giờ tôi muốn kịp giờ. Em muốn đi đám cưới nữa. Đây đây. Thấy có linh đi đấy quan tâm. Tôi còn 20 phút nữa là tôi lên đường rồi. Nhiều không ký đi. Thôi để luôn đi cho em lẹ đi. Có nhiều lấy nhiều, chút xíu nữa ví dụ như khách có điện thì có nhiều tôi lấy nhiều, còn có lấy tôi chục ký. Mới đặt đấy có chừng là anh còn chờ nữa mà. Đi lấy thùng đi. Sao ký? Đây đây, đưa đưa thùng. Sao ký 150 quên.